Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn đừng quên like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình sẽ cập nhật lại cho các bạn một dự án nhận top căn hoodie nha các bạn. Thì hiện tại top căn hoodie này, chương trình góp này còn 11 ngày nữa sẽ end nha các bạn. Thì bạn nào chưa làm dự án này thì có thể click vào link mô tả, mình đăng ký một cái tài khoản và làm theo nhiệm vụ để nhận được 400 top căn hoodie khoảng 48 đô nha các bạn. Thì tối như bạn nào đã làm rồi thì hiện tại nó đã update thêm một cái chức năng, đó là các bạn check in vị trí của tất cả bạn để nhận 200 kim cương để quy đổi ra top căn hoodie nè các bạn. Thì các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình nha các bạn, rồi bạn bấm vào chỗ cộng này. Rồi các bạn điền vào cái mã các bạn chọn quốc gia của mình nha các bạn. Có Việt Nam không ta? Các bạn chọn Việt Nam nha các bạn. Thì các bạn zip code này thì các bạn lên trên Google, các bạn gõ 13 tỉnh thành mã zip code nha các bạn. Mã zip code 13 tỉnh thành nè. Thì Việt Nam của mình nè. Các bạn ở đâu thì các bạn điền vào nha các bạn. Mình ở An Giang nè. Rồi thì các bạn có 63 tỉnh thành mã zip code, thì các bạn ở đâu thì các bạn copy mã zip code của mình các bạn. Mình thì 88 nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Đâu hoodie đâu. Rồi các bạn sang mã zip code các bạn đã copy vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm thôi các bạn. Sau khi các bạn bấm vào confirm thì các bạn sẽ nhận được 200 kim cương nè các bạn. Thì nó quy đổi ra top căn hoodie nha các bạn. Ok, hiện tại top căn này hoodie đang bán đang IDO là với giá là 0.37 đô cho một top căn nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã cập nhật dự án nhận top căn hoodie cho các bạn đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.